khoai tây tiếng Anh đọc là rắn bộ. Khoai tây thì đọc là potato. Dạ, còn khoai lang thì đọc là rắn bộ. Khoai tây đọc là potato, thì khoai lang đọc là plato. Suy luận vô, logic lên, sáng tạo lên con. Tiếng Anh đơn giản mà. Rửa khoai sọ ra, bố sọ bồ hùng bố. Chuẩn rồi đó, cứ rửa mà học. Bố ơi, con khỉ thì không giống khoái cho đọc dáng này. Con khỉ thì đọc là mắn khí nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Còn con chó cho đọc rắn bố. Bố dạy tới cái này chưa mà con không hiểu chứ à? Không chịu tiếp thú à? Con khỉ là mắn khí, thì con chó gọi là mắn chó chứ chi nữa. Dạ, rửa con mèo là mắn mèo hùng bố. Chuẩn, rửa là hiểu rồi đó. Con là dốt rồi, bố con dốt hơn nữa. Học rí thì hỏng hết cả một thế hệ.